Không phủ nhận những tác động của tình hình kinh tế và mức độ đầu tư cho công nghệ thông tin của doanh nghiệp trong thời gian qua. Tuy nhiên, các đơn vị cung cấp và phân phối giải pháp nền tảng công nghệ thông tin cho doanh nghiệp vẫn lạc quan vào nhu cầu của thị trường. Theo đánh giá của FPT Trading, năm 2014 là thời điểm chín mùi của thị trường các giải pháp nền tảng công nghệ chuyên sâu, sau khi các doanh nghiệp Việt Nam đã có nhiều năm đầu tư vào hệ thống quản trị nguồn lực ERP. Khó khăn kinh tế thậm chí còn thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư mạnh vào các giải pháp về dữ liệu để tận dụng tối đa nguồn lực của mình. Cũng có những cái khó khăn trong cái nền kinh tế nhất định, ảnh hưởng nhất định, nhưng tôi tin tưởng rằng là trong cái bối cảnh mà nền kinh tế khó khăn thì cái việc mà đầu tư vào những cái hệ thống thông tin để quản lý và sử dụng tận dụng các cái nguồn lực một cách hiệu quả hơn, tích cực hơn, cạnh tranh hơn thì là cũng vẫn là cái nhu cầu của các doanh nghiệp. Trong cái xu hướng hiện tại thì các cái việc tích hợp và quản lý các cái hệ thống thông tin cũng như là sử dụng các cái dữ liệu đưa ra dùng trên các cái điện thoại thông minh tích hợp thuận tiện hơn cho người dùng thì tôi nghĩ rằng là sẽ là cái hướng phát triển rất là tốt. Để đẩy mạnh khai thác thị trường, vào ngày 4 tháng 3, SAP và FPT Trading đã ký kết các hợp tác thỏa thuận phân phối bộ giải pháp nền tảng công nghệ, bao gồm giải pháp chuyển đổi và di trú dữ liệu, cơ sở dữ liệu, đồng bộ dữ liệu, hệ thống báo cáo phân tích và giải pháp cho nền tảng di động. Chúng tôi dự đoán các giải pháp cơ sở dữ liệu sẽ tăng trưởng bình quân 16% một năm. Thị trường các giải pháp phân tích sẽ tăng trung bình 17% một năm trong 2 năm tới. Nguyên nhân đã có nhiều doanh nghiệp Việt Nam triển khai ERP, vì vậy thị trường đã dần dần phát triển và phát sinh các giải pháp thượng tầng khác. Ngoài ra, các doanh nghiệp có nhu cầu rất lớn đối với các giải pháp phân tích, vì nó sẽ giúp nắm bắt thông tin để đưa ra các quyết định kinh doanh nhanh hơn, chính xác hơn. SAP và FPT Trading hy vọng, sau cuộc hợp tác, các giải pháp nền tảng SAP sẽ được phân phối sâu đến các tỉnh thành nhỏ và đến nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ hơn nữa.